Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm hành phi. Cách làm hành phi như thế nào để hành của mình được vàng, giòn và thơm, để được lâu nè, không có bị mềm. Hành phi mình có thể làm được những cái món ăn nè, mình ướp gia vị nè, hoặc là các bạn ăn hủ tiếu, ăn phở, mình làm mì xào hoặc là mình ăn nui, mình có thể cho vào, ăn rất là thơm, béo mà ăn rất là ngon nữa. Cách làm như thế nào để mình được cái dĩa hành phi ngon lành như thế này thì mình mời các bạn chuẩn bị nguyên liệu với mình nha, để mình làm cái món hành phi được vàng giòn và thơm, để được lâu không bị mềm nha. Để làm hành phi thì trước tiên là mình sẽ có là hành tím. Hành tím các bạn có thể sử dụng loại hành tím nào cũng được. Mình chuẩn bị là 400g hành tím. Cái chùm hành tím này nè tới 800g lận, nhưng mà mình chỉ lấy 400g thôi. Thì khi mình mua mình lựa củ cho nó tươi như thế này nè, để cho hành của mình cũng dễ lục vỏ ha. Thì bây giờ mình sẽ lặt ra những cái củ hành tím nào mà nó lớn thì các bạn bào nó cũng dễ nè, mình lục vỏ cũng mau. Và lại khi mà mình bào ra mình phi á, thì cái miếng hành tím mình được nguyên miếng nhìn nó rất là ngon luôn. Bây giờ mình chuẩn bị một thau nước khoảng 1 lít nước. Mình cho hành tím vào mình ngâm khoảng tầm 40 phút. Nếu mà không có thời gian thì các bạn ngâm khoảng 1 giờ cũng được nha. Mình lựa củ bự nè, mình làm cho nó mau. Mình để cái thau hành tím này sang một bên. Tiếp tục thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn đến cái phần nguyên liệu để mà mình làm như thế nào cho hành của mình sẽ được giòn và để không có bị cứng nè. Nguyên liệu rất là đơn giản luôn. Mình sẽ có là bột mì. Các bạn dùng khoảng 30g bột mì. Nếu mà không có cân thì các bạn có thể dùng muỗng ha. Mình múc khoảng là 3 muỗng canh bột mì, nó hơi dung thôi chứ đừng quá dung ha. Dầu ăn thì mình sử dụng khoảng là 600-700ml dầu ăn. Hoặc là các bạn sử dụng mỡ heo mình thắng ra, mình lấy nước mỡ heo mình làm hành phi thì nó sẽ rất là thơm luôn. Nhưng mà khi mình phi thì nó sẽ bị dậy bọt lên, cho nên là mình không có chia sẻ đến các bạn được. Nó nhìn không có được đẹp mắt á. Nhưng mà mình thấy mình dùng mỡ nó sẽ thơm ngon hơn nhiều á. Thì hành mình ngâm được 40 phút rồi, bây giờ mình sẽ đem mình lột vỏ nè. Mình ngâm nước như thế này nè, mình lột vỏ rất là dễ luôn. Mình lột cái vỏ củ hành xong thì mình sẽ cắt ở trên cái phần đầu của nó nè. Cái phần cuống nó bị khô đó mình sẽ cắt bỏ đi. Còn cái phần rốc ở dưới của củ hành thì mình sẽ dùng dao mình cắt lạng ở bên ngoài thôi. Mình đừng có cắt sát vào củ hành quá. Nếu mà mình cắt sát quá thì tới khi mình bào mình phi hành á, thì miếng hành của mình nó sẽ không còn được nguyên miếng nữa, mà nó sẽ bị bể ra. Nhìn nó sẽ không có được đẹp mắt. Nó các bạn cắt như mình như thế này nè. Thì lần lượt thì mình sẽ làm hết những cái phần hành tím này nha. Củ hành bự cho nên là mình làm cũng rất là mau. Khi mình lột vỏ xong thì các bạn đem rửa sạch lại với 3-4 lần nước. Và mình lau cho nó thật là khô lại. Mình dùng khăn giấy mình lau á, để cho củ hành mình thật là khô ráo, không còn ướt xíu nào luôn. Rồi mình mới dùng dao để mà mình bào. Các bạn có thể sử dụng dao bào như mình, hoặc là các bạn dùng dao mình để trên thớt mình sắt cũng được. Nhưng mà mình thấy dùng dao bào thì nó có cái định lượng nó đều với nhau. Khi mình phi thì hành của mình nó sẽ giòn vàng đều. Còn nếu mà mình sắt bằng thớt á, thì nhiều khi miếng lớn miếng nhỏ, mình phi nó sẽ không có được giòn đều á. Các bạn bào từ từ. Thì cái dao bào mình lỡ bén thì các bạn cầm từ từ thôi. Tại vì dao bào mình nó hơi lục cho nên mình bào mình cũng không có nhát tay cho mấy. Còn dao bén quá thì các bạn làm từ từ, nhiều khi nó bị đứt tay mình á. Mình bào hết cái phần hành của mình thì thôi. Mình không cần phải đem phơi nắng hay gì hết. Các bạn làm trực tiếp như mình như thế này nè, nhưng mà thành quả thì lại rất là ưng bụng luôn đó các bạn. Khi mình đã bào xong rồi là mình được một cái mâm hành ngon lành như thế này. Tiếp tục mình sẽ cho cái phần bột mì vào nè. Mình gắt cái phần bột mì lên phần hành của mình luôn. Mình dùng muỗng mình chan ra đều ngoài hết cái mâm hành như thế này. Rồi mình sẽ xóc. Mình không dùng tay mình trộn, mình không dùng đũa mình trộn, mà mình xóc nhẹ như thế này. Các bạn xóc theo một chiều để cho các miếng hành của mình thấm bột từ từ á. Mình sẽ cho hết những cái phần bột vào luôn. Mình cho vào từ từ như thế này. Rồi tiếp tục các bạn xóc tiếp nữa. Thì miếng hành tím của mình nó sẽ áo được một cái lớp bột mỏng như thế này. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bếp để mà mình phi hành. Phần hành của mình thì mình sẽ chia làm 4 lần. Mình phi làm 4 lần.
với cái lượng dầu ăn bao nhiêu đó. Thì khi nào mà các bạn làm á, thì mình sẽ chuẩn bị trước một cái rây và một cái tô như thế này. Để một lát nữa mình phi mà hành mình vừa vàng tới, các bạn đổ ra rây, mình lượt mình lấy dầu cái mình chiên lại cái phần hành phi. Còn cái phần hành mà mình phi xong thì mình sẽ để sang một bên. Bây giờ mình chuẩn bị một cái chảo nè, các bạn bắc dầu lên. Mình sẽ cho cái phần dầu ăn vào. Mình mở lửa lớn bình thường. Khi dầu mà nó vừa sôi lên như thế này, các bạn cho đôi đũa vào, nó lên tim cái đôi đũa là được. Thì bây giờ mình sẽ hạ lửa nhỏ lại, mình sẽ cho hành vào từ từ. Mình cho hành vào thì mình chan chan ra như thế này. Đó, các bạn chan nhẹ như mình cho nó đều như thế này. Xong rồi mình để yên đó trong tầm khoảng là 3 phút. Được 3 phút thì mình mới dùng đũa. Mình dùng đũa mình sơ. Mình sơ thì mình làm từ bên ngoài cho nó vào bên trong. Chứ mình đừng có mà sơ đại sơ càng á, thì miếng hành của mình bị bể nha. Nó các bạn làm như mình như thế này nè, từ bên ngoài cho vào bên trong, mình sơ qua sơ lại, sơ qua sơ lại. Thì mình sơ đều rồi, cái mình để yên đó tầm khoảng 2-3 phút, cái mình làm một lần. Thì mình thấy mà hành mình nó vừa ngã qua màu vàng như thế này nè, là mình sẽ dùng đũa mình sơ sơ đều, mình không ngưng tay nữa. Nhưng mà mình sơ mình phải sơ nhẹ tay, mình sơ mình cầm đôi đũa mình làm nhẹ 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 nhẹ. Chứ nếu mà mình làm mạnh quá thì miếng hành mình nó sẽ bị bể ra. Đến khi mình phi nó giòn lên á, thì nó sẽ không còn được nguyên miếng hành nữa. Thì nó sẽ bị xấu đi và nó nhìn không có được đẹp mắt á. Các bạn làm như mình như thế này. Đến khi nào mình thấy cái phần hành tím của mình nó vàng, ngã qua màu vàng là được nha. Và đây hành mình đã được vàng như thế này rồi nè. Bây giờ mình sẽ mở lửa nhỏ lại tiếp tục nữa. Các bạn cũng vẫn dùng đũa mình quậy hoài. Thì đã ngã qua màu vàng nó đậm hơn một xíu như thế này thì mình tắt bếp đi. Tiếp tục mình dùng đũa mình sơ. Các bạn sơ đều nữa. Mình không có ngưng tay, mình sơ khoảng tầm 40 giây. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái rây và một cái tô lúc nãy mình chuẩn bị sẵn đó. Mình sẽ xớt cái phần hành mình ra. Thì mình sẽ được một cái rổ hành nó vàng đẹp như thế này. Các bạn làm như mình đi. Xong rồi mình sẽ để sang một bên cho hành nó nguội. Tiếp tục mình phi tiếp những cái phần hành còn lại nha. Mình chan ra như thế này. Khi mà hành đã nguội rồi thì miếng hành tím của mình nó sẽ rất là giòn và rất là thơm luôn. Và đây là phần hành mình đã phi xong hết rồi nè. Vàng giòn và nhìn rất là đẹp mắt luôn. Hành của mình còn nguyên miếng nhìn rất là đẹp nữa. Và rất là thơm luôn. Bây giờ mình bẻ thử một miếng cho các bạn xem nha. Có miếng hành của mình nó giòn như thế nào ha. Hành mình phi để nguội nè. Mình bẻ cho các bạn xem nè. Rất là giòn luôn. Giòn rụm luôn á. Đơn giản mà lại rẻ tiền nữa. Mình phi tại nhà mình ăn thì nó sẽ an toàn hợp vệ sinh hơn. Mà lại không có tốn bao nhiêu tiền. Mình được một dĩa hành phi ngon lành như thế này. Để mình để dành là mình ăn hủ tiếu nè. Và mình ướp gia vị. Rất là ngon luôn. Khi đã thật là nguội rồi thì các bạn cho vào keo như mình như thế này. Mình để đậy nắp kính lại. Khi nào mình ăn thì mình lấy ra mình sử dụng. Rồi các bạn đậy kính lại. Để tầm khoảng 2 tháng luôn á. Hành của mình còn giòn và rất là ngon luôn. Cách làm thì rất là đơn giản nữa. Và video của mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Các bạn nhớ nhấn cái chuông ở bên tay phải màn hình điện thoại của mình đó. Đến khi mình có ra video mới, các bạn có thể theo dõi ủng hộ giùm mình luôn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.